Nhân vật lịch sử Việt Nam Dương Đình Nghệ, danh tướng Dương Diên Nghệ có sách chép là Dương Đình Nghệ, không rõ năm sinh. Ông là thượng tướng của Khúc Thừa Hạo. Ông hết lòng giúp họ Khúc chăn dân trị nước. Đến năm Đinh Sửu 917 Khúc Thừa Hạo mất, ông phủ tá con Hạo là Khúc Thừa Mỹ. Năm Quý Vị 923, nhà Nam Hán sai Lý Khắc Chính và Lý Tiến sang đánh. Khúc Thừa Mỹ bị bắt. Dương Diên Nghệ tạm lánh, lập cách báo thù cho họ Khúc, bèn lập ra trường đánh Phật, chiêu tập hào kiệt cứu nước. Năm Tân Mão 931, ông hưng binh, đánh tan quân đội của Thứ Sử Lý Khắc Chính và Lý Tiến. Nhà Nam Hán sai Trần Bảo đem quân sang. Ông đón đánh, chém luôn Trần Bảo. Với chiến công lẫy lừng đó, ông được nhân dân tin phục, duy tôn ông làm tiết độ sứ. Ông mến tài viên thuộc tướng Ngô Quyền, gả con cho và cho trấn giữ Ái Châu. Được 6 năm, một đêm, ông bị tên thuộc hạ là Kiều Công Tiễn phân bội ám sát chết. Ngô Quyền hay tin, lập tức kéo binh và đánh giết Kiều Công Tiễn dựng ra nhà Ngô.